Em làm sao nhở? Làm sao thì anh sang anh mở em cốc bia. À, ông anh bỏ tay ra đi. Em chỉ muốn nước uống á. Ơi, anh làm gì đây? Làm gì đấy? Anh cái loại con này nhá, ở trên bán thuốc sinh lý đúng không? Toàn lập ra để mà mẹ mày gọi là hút khách, câu khách về, mẹ mày đi qua đêm đi tàu nhanh. Đâu? Thôi em ơi. Thôi anh ơi. Này, mỗi chị người ơi, bán thuốc chứ không phải là cái loại người mà anh nói ấy, chứ không phải anh có quyền như thế nhá. Thế tao hỏi câu mày tao có đúng không? Tao bán thuốc, bán dâm mày hiểu chưa? Em có phải là anh bán thuốc sinh lý ở trên Facebook không? Mở, anh mở ra. Cho anh khoác vai tí, em làm anh... quen tí, sao phải gạt làm gì? Nhưng mà em và anh không quen biết gì nhau cả. Tí mở... không quen thì trước lạ sau quen, bây giờ anh sang anh làm quen gì đâu. Em làm sao nhở? Làm sao thì anh sang anh mở một cốc bia. Anh bỏ tay không ra đi. Uống bia, em chỉ uống nước ngọt thôi. Ông anh ơi, anh mời bia thì anh cứ lịch sự anh mời, sao phải khoác vai bác cổ. Không em uống. Không ai. Mày vừa gạt tay ai? Thôi được rồi. Thôi kia này, bình tĩnh kia này. Cuộc cốc cọc của anh đi nhé. Không, anh không uống, ai uống cốc cà nó ngọt lắm, anh uống bia. Thì em uống em, ơi, lấy anh cốc bia em ơi. Thôi em ơi. Anh bảo em uống bia, anh mời em cốc anh bia. Chị bảo là không uống được bia rồi, thôi anh lấy đi. Chị uống được nước ngọt thôi. Đấy, anh mời nước ngọt với chị à. Đấy. Tao hỏi mày không? À? Chị em thì em nói thôi, có gì đâu. Mày thích chị em không? Thôi anh ơi, bình tĩnh anh ơi, có gì đâu, chuyện... À, anh sang anh mời em cốc bia, em uống anh cốc bia đi. Anh bỏ ra đi. Sao mà phải bỏ, khổ quá, anh bảo rồi trước lạ sau quen. Em bảo anh bỏ ra. Làm sao mà phải bỏ, anh không bỏ ai làm ra anh? Anh mời bia anh ngồi uống hẳn thôi, chứ anh phải mời bia động thì động anh chị anh khuôn. Em anh không quen biết gì nhau cả, anh hiểu chưa? Tao nói sao mày cứ chèn mồm tạm gì kìa. Hả? À, việc mày không? Ý mày làm sao? Không, lè nhè đâu, ông nói ít thôi. Mày hỏi ai lè nhè đấy? Thôi rồi anh ơi, bình tĩnh nha. Mày hỏi ai lè nhè? Thôi. Lộng. Thế bây giờ anh hỏi em, anh muốn uống em cốc bia coi được không? Anh à? Mà nhìn biết ngay bọn nó chú ý, nó cứ nhìn nó ngay hạnh, kiểu gì nó lấy. Em cũng không uống được. Này, anh là đàn ông đấy, anh là con trai, sao anh lè nhè, sao anh sang đây lè nhè đúng con gái nhở? Này. Thế làm sao đấy? Làm sao? Bây giờ tao thích mời bia, mày có thích uống không hay là mày không uống? Mà hả? Cậy bên kia tao hỏi mày một câu mày uống không? Em chiến luôn. Thôi thì anh em mình cách với người. Tao hỏi một câu mày uống bia không? À tao nói mày biết, mày biết tao ở đất này tao làm nào? À? Em chả biết anh là thằng nào. Hả? Ơ này anh ơi, nha, đây, uống nước ngọt cho khỏe. Tao bảo tao không uống nước ngọt. Thôi không thì em mời anh cốc bia nhá. Tao không uống với mày. Này, tao nói mày biết nhá, ở cả chung cư này nhá, chưa có ai là không dám uống bia tao mời nhá. Tao hỏi câu mày uống không? Không uống thì sao? À? Bỏ cái tay ra. Bỏ ai làm gì tao? À, anh ơi, anh đừng có nói chuyện bậy bạ thế chứ, bọn em đã làm gì mày? Em sao? Em sao? Hả? À? Mày làm sao? Thôi, bình tĩnh đi. Mày làm sao? Thôi. Mày nhở? Anh lại thích chấp nhận một con gái hả? Thôi, xu ngồi xuống. Anh ấy say rồi. Nói chuyện mày nhá. Mày hỏi ai say? À đâu em nói gì đâu. Em đang mày nhìn mặt bố mà bị mẹ mày có chữ say lên mặt không? Lùi ra. Hả? Đừng có động vào bạn tao. Cái gì? Tao động bạn mày thì sao? Tao hỏi mày mời uống bia mày không uống ý mày sao? Mày làm gì được? Mày nuốt chửi của tao ấy sao? Tao phải làm gì mày nhá. Còn tao hỏi mày một câu cuối mày uống không? Tao uống á. Ấy. Ơi anh làm gì đây? Làm gì đấy? Mày nào? Mày nào? Mày không kéo anh về đi, để anh vào thanh toán. Mày nào? Su kéo anh về đi. Anh ơi. Mày bố mày nào? Anh thân nước một người con gái thì em không được đâu. Bố mày thích thế này. Chúng mày đi với bạn mà chúng mày không giữ lại được bạn chúng mày à? Để thân người chị tao thế. Mày sao liên quan gì mày? Bố mày thích thế này. Bọn tao thích thế này. Sao? Anh ơi, sang bên này anh. Mày nào? Đàn ông. Anh ta xui kéo anh về. Rồi mày bảo ai say? Em không bảo gì đâu, em chỉ bảo là say thì không uống nữa thôi. Bảo bố em say mà, say coca mà. Mày bảo bố mày say mà đâu. Mày nhìn mặt đâu. Bố mày, nhìn kỹ mặt bố mày đây. Đây em vẫn nhìn mà, em vẫn nhìn mà, vẫn đang nhìn đây ấy. Cất cái máy đây. Đâu? Mày cất cái máy đây. Này, tao nói mày biết em đi xăm chỗ bị làm gì. À mày làm sao, làm sao, làm sao, làm sao cả. Tắt cái máy đi. Thôi. Ra đi. Mày quay ai? Chẳng quay ai cả, quay đứa nào làm phiền bọn tao thôi. Đàn ông đàn ông mày nhìn người chị tao đi. Bố. Mày dám hất nước của người chị tao thế. Mày chúng mày sao mày không tin là cho chúng mày đang suốt luôn có đây không? Hả? À. Mày thích quay đúng không? Con tao nói thẳng mặt chúng mày, mẹ cái loại con này nhá, ở trên bán thuốc sinh lý đúng không?
toàn lập ra để mà mẹ mày gọi là hút khách, câu khách về, mẹ mày đi qua đêm đi tàu nhanh đâu. Thôi em ơi. Thôi anh ơi. Này chị ơi, bán thôi chứ không phải là cái loại người mà anh nói nghe, chứ không phải anh có quyền như thế nhá. Thế tao hỏi câu mày đúng không? Tao bán thuốc, bán dâm mày hiểu chưa? Mày làm sao? Mày làm sao? Anh ơi, anh đừng có như thế. Mày ơi, mày đừng có xíu mồm, mày tránh ra. Mày tránh ra. Đàn ông con trai làm như thế trông có hợp lý không? Hợp lý không kệ bọn tao, không liên quan, mày tránh ra. Nào không biết thầy. Mày làm sao? Em thanh toán luôn. Đấy, mày làm sao? Anh bảo su kéo đi. Mày làm sao? Anh ơi, sang bên này đi em. Sao gì, anh định đánh con gái gì? Bố mày chưa nói mày thì mày đừng có mở mồm ra. Anh động vào chị tôi cũng là động vào con tôi rồi còn gì? Mày động mày câu nào chưa? Mày cứ thích nói thì xỉa xó em tao. Thích thế đây. Mày xỉa thì tao xỉa mày đi thôi. Làm sao? Làm sao? Sao? Rồi rồi rồi. Anh ơi, đánh con gái hèn lắm nhá. Chưa giờ động tay con gái nhá. Kéo về đi, tôi về đi em ơi. Làm sao? Đi. Chúng mày nhớ bạn của tao đấy. Thôi. Đi. Mày quay không? Mày quay không?